là thương hiệu truyền thống của Việt Nam, được bảo hộ độc quyền và được phát triển tại Hà Nội năm 1936. Cà phê Mai chúng tôi được sản xuất những loại cà phê bột, cà phê hạt, cà phê khử mùi túi ô tô và các loại cà phê bán rẻ khác. Space, calling us to fly away. Don't you be afraid.